Gấu Andean, hay còn gọi là gấu mặt trắng, là một loài gấu đặc hữu của vùng Andes ở Nam Mỹ. Chúng sống chủ yếu ở các khu rừng nhiệt đới và rừng mưa, nơi có khí hậu mát mẻ và độ ẩm cao. Một trong những điều thú vị nhất về gấu Andean chính là chế độ ăn uống của chúng. Chúng không giống như nhiều loài gấu khác, thường được biết đến với việc ăn thịt hoặc có chế độ ăn uống đa dạng hơn. Gấu Andean chủ yếu là loài ăn chay và thực phẩm chính của chúng chủ yếu là thực vật. Chế độ ăn của gấu Andean rất phong phú và đa dạng, nhưng chủ yếu tập trung vào các loại thực vật. Chúng thường ăn lá, trái cây, hoa, và thậm chí cả vỏ cây. Một trong những món ăn ưa thích của gấu Andean là lá của cây cọ, đặc biệt là những cây cọ cao lớn mà chúng có thể dễ dàng tiếp cận. Những chiếc lá này không chỉ cung cấp năng lượng mà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của chúng. Ngoài lá cây, gấu Andean cũng rất thích ăn trái cây. Trong mùa hè, khi trái cây chín rộ, chúng có thể tìm thấy nhiều loại trái cây khác nhau như chuối, táo và các loại quả mọng. Những trái cây này không chỉ ngon miệng mà còn cung cấp một nguồn năng lượng dồi dào cho gấu, giúp chúng tích trữ mỡ để chuẩn bị cho mùa đông. Gấu Andean có khả năng leo trèo rất tốt, vì vậy chúng có thể dễ dàng trèo lên cây để tìm kiếm trái cây ở những nơi cao. Một điều thú vị khác là gấu Andean cũng ăn hoa. Chúng thường tìm kiếm những bông hoa nở rộ, đặc biệt là những loại hoa có mật ngọt. Mật hoa không chỉ là một nguồn thức ăn bổ dưỡng mà còn là một nguồn nước tự nhiên cho gấu, giúp chúng duy trì độ ẩm trong cơ thể. Khi mùa khô đến, việc tìm kiếm nước trở nên khó khăn hơn, vì vậy việc ăn hoa có thể giúp chúng vượt qua giai đoạn này. Gấu Andean cũng có thể ăn một số loại thực phẩm khác như côn trùng và động vật nhỏ, nhưng đây không phải là phần lớn trong chế độ ăn của chúng. Chúng thường tìm kiếm côn trùng như kiến, sâu bọ hoặc thậm chí là trứng của một số loài chim. Tuy nhiên, những món ăn này chỉ là một phần nhỏ trong chế độ ăn uống của chúng và gấu Andean vẫn chủ yếu phụ thuộc vào thực vật. Một yếu tố quan trọng khác trong chế độ ăn của gấu Andean là sự thay đổi theo mùa. Trong mùa đông, khi thực phẩm trở nên khan hiếm, gấu Andean thường phải di chuyển đến những khu vực khác để tìm kiếm thức ăn. Chúng có khả năng di chuyển xa để tìm kiếm thực phẩm và điều này giúp chúng tồn tại trong môi trường khắc nghiệt của Andes. Việc di chuyển này cũng giúp chúng tìm kiếm những nguồn thực phẩm mới đảm bảo rằng chúng luôn có đủ dinh dưỡng để sống sót. Tóm lại, gấu Andean là một loài gấu đặc biệt với chế độ ăn chủ yếu là thực vật. Chúng ăn lá, trái cây, hoa và đôi khi là côn trùng. Sự đa dạng trong chế độ ăn uống của chúng không chỉ giúp chúng tồn tại mà còn đóng góp vào sự cân bằng sinh thái của khu rừng nơi chúng sinh sống. Gấu Andean không chỉ là biểu tượng của vùng Andes mà còn là một phần quan trọng trong hệ sinh thái nơi đây.